Ủa nhưng mà tôi sao? sẽ bắt ông làm một số chuyện. Như nào? Tôi sẽ bắt ông làm nô lệ tình. Nô lệ tình. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của giáo sư Chéo Endo. Chuối cây. Lượng chú nhảy vui. Ok, thì hôm nay nếu bạn không biết đó là phải hôm nay, nếu mà video ra hôm nay thì là hôm qua rồi. Thì Buron đã được một chiếc. Không có gì vui vậy, sao không vui gì? Thực sự là mình quên chuẩn bị quà cho Buron rồi. Cũng có quà. Nhưng mà hôm đó cũng có quà, nhưng mà chị Bích Thi cũng lấy rồi thì cũng tính là không có. Đúng rồi, ok bỏ qua. Okay. Nhưng mà vẫn phải bù thêm một món. Tôi nghĩ là tôi không đòi quà nữa đâu. Nhưng mà tôi sẽ bắt ông làm một số chuyện. Như nào? Tôi sẽ bắt ông làm nô lệ tình. What? Cảm ơn bây giờ là rất là vui mừng. Rất là sướng. Bắt ông làm nô lệ tình bạn. Đi áo tiền. Ê, trời má ơi, nghe nô lệ tình cái là hết hồn. Tình bạn là sao? Tôi không hiểu. Là giống như là tôi yêu cầu ông làm gì là ông làm đó thôi. Nô lệ tình bạn. Nó có quá sức đối với tôi không? Không có đâu, ngày hết đất 100 cái. Ví dụ vậy, rửa chén lau nhà cái quét cửa vậy đó. Quét nhà lau cửa. Việc đầu tiên ông phải nồi xuống đi bốn chân cho tôi cởi đó. Sao biến thái vậy? Tôi đâu có biến thái đâu. Biến thái. Đồ biến thái. Ê, nhìn cái thế này nó ghê quá. Ngồi ngược lại cho nó tình bạn tí. Đúng không? Ngồi ngược lại là sao? Trời má. Điều thứ hai là ông xuống. Tôi mới mở một cái quán bán dim sum và bánh bao. Ủa? Xá xíu. Ông xuống bán phụ tôi. Bán phụ hả? Chứ ông chủ ông làm cái gì? Thì tất nhiên là tôi đứng bán, ông cũng phải phụ tôi, giống như là tôi đưa truyền qua cho ông, nghe không? Vậy có được ăn không? Ăn là vui rồi. Ăn thoải mái, nhưng mà phải làm. Ê! Mày còn thiếu tao quà 1 triệu sub nha mày, anh em nhau kìa mày. Vui nè, vui. Dạ, vui. Bây giờ tao quay đi mà không vui. Ok, tạm thời tin. Ok, nó vẫn còn cười. Mày, đi mày, đi xuống mày, đi. Sao mà, cái gì vậy em chỉ mày là cái... Ngày các bạn. À xíu. Xíu này chứ phải kích. Ê bu à. Ngày giờ cái gì đó hả? Tôi có tiền giấy không có ngân phiếu thì sao mua? Ngày giờ hôm nay ngỏ đãi nị luôn. Ok. Khỏi bỏ ra tỏ từng ngân phiếu hay là lượng gì luôn. Ngày giờ xin chào tiểu sinh. Tiểu sinh. Dạ ok thì mọi người ơi, thì trước khi bắt đầu cái buổi tiệc ngày hôm nay thì em có vài lời muốn nói. Thì trước hết là em xin cảm ơn tất cả mọi người đã hỗ trợ em trong thời gian qua, yêu mến em. Rồi 1 triệu sub này thì đánh dấu mốc rất là quan trọng trong cái sự nghiệp cũng như là cuộc đời của em. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và mời mọi người dùng. Cảm ơn tiếng Trung Quốc. Xì xì. Ok, chị xin. Ủa chuối đúng không? Ừ, chị lấy chuối. Ăn nhỏ cho béo rồi nha.